Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion. Lại là mình Phong đây và rất là vui đã có được một dịp nữa để gặp các bạn sau một thời gian khá là dài khi mà người host của mình ngày hôm nay là Nguyên đã bôn ba với những cái topic khác thì cuối cùng mình cũng có dịp quay trở lại với mọi người. Nhưng mà trước khi vào chủ đề chính thì chắc là mình sẽ để Nguyên gửi lời chào đến mọi người ha. Ok, thank you Phong. Xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới. Và một tuần này thì chắc chắn là chúng ta, anh em khi mà tham gia thị trường thì rất là phấn khởi. Tại vì thị trường vào những cái thời điểm cuối năm này thì hopefully, may mắn là nó có nhiều cái diễn biến khởi sắc. Thì rất là vui khi mà có cơ hội được gặp lại anh em trong một cái không gian mà chúng ta có thể ngồi xuống và chia sẻ với nhau về những vấn đề xoay quanh thị trường crypto cũng như là thị trường DeFi ha. Yeah. Và thật ra đúng là trong những ngày gần đây thì thị trường tăng đến mức mà mọi người nghĩ là chắc là chúng ta sẽ bước vào một cái circle mới. Nhưng mà đó là một câu chuyện khác. Đó là một cái quan điểm mà vẫn còn phải tranh cãi nhiều, nhưng mà nó sẽ là một câu chuyện khác. Còn trong tuần này thì bọn mình lại có một cái topic khác để cùng trao đổi. Thực ra là đây là một cái topic không mới. Nếu mà các bạn là một khán giả quen mặt của DeFi Discussion thì bọn mình cũng đã nói về câu chuyện này khá lần rồi. Nó vẫn sẽ rất là đáng để chúng ta dành sự quan tâm vào khi mà bọn mình tin là đây sẽ là một cái yếu tố rất là quan trọng cho cái bull run tiếp theo. Đó là câu chuyện về staking trên Ethereum. Và Nguyên là một người theo dõi cái chủ đề này rất là sát sao trong thời gian vừa qua, thì không biết là Nguyên có thể chia sẻ thêm cho mọi người biết về cái những gì đang xảy ra với cái mảng thị trường này được không? Ok, thì nếu như mà anh em lướt Twitter trong một tuần đổ lại đây thì sẽ thấy cái từ khóa liquid staking derivative, hay là cái viết tắt á, là một cái viết tắt nó cũng khá là mắc cười, đó là LSD á, thì sẽ thấy là mọi người nói rất nhiều về cái chủ đề này. Và mình nghĩ là một vài anh em đang nghe podcast thì cũng thắc mắc là tại vì cái liquid staking này nó không có gì mới cả, nhưng mà tại sao mọi người lại nói về cái từ khóa này rất là nhiều trong tuần vừa qua. Thì chắc là mình sẽ bắt đầu về một cái lý do mà nó mang tính hạ tầng một xíu ha. Thì trong thời gian gần đây thì Ethereum đã triển khai những cái testnet cho nâng cấp sang 2. Thì nếu như mà anh em đã theo dõi DeFi Discussion thường xuyên á, thì cũng biết là cái nâng cấp sang 2 này, cái vai trò của nó là gì. Trong cái nâng cấp sang 2 này á, thì nó có một cái tính năng rất là đặc biệt, đó là cho phép mọi người có thể rút Ethereum ra khỏi cái Bitcoin Chain. Thì Bitcoin Chain là cái mạng lưới mà đã chạy song song với Proof of Work một khoảng thời gian rất lâu rồi, từ 2020 rồi. Và sau The Merge á, thì Bitcoin Chain nó hợp với lại cái chain Proof of Work và nó biến thành Proof of Stake á. Thì sau một khoảng thời gian Proof of Stake xong xuôi, nó đang chạy ổn rồi, thì bắt đầu người ta mới nghĩ đến việc là ok, bây giờ chúng ta sẽ tích hợp cái tính năng cho rút Ethereum. Về cơ bản á, nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao rút Ethereum ra khỏi Bitcoin Chain thì nó có cái tác động tích cực, và mọi người nói nhiều về liquid staking. Thì mình nghĩ là đầu tiên á, nó sẽ cho phép là tăng cái sự tự tin cho người dùng khi mà họ stake vào Ethereum, stake vào cái mạng lưới, stake Ethereum vào mạng lưới. Là bởi vì á, là trước đó khi mà mình stake Ethereum vào là mình kẹt cứng ngắc Ethereum ở đó luôn. Đó, thì cái nâng cấp này nó rất là hay ở chỗ đó, là tại vì bạn có thể có nhiều cái option hơn. Tức là bây giờ bạn stake vào thì bạn sẽ, nếu mà kẹt vốn quá thì bạn có thể ok, bạn withdraw Ethereum ra, thì người ta sẽ có cái nhu cầu stake nhiều hơn. Và điển hình là cái con số, cái phần trăm mà Ethereum được stake ở trên mạng lưới này á, thì hiện tại nó chỉ đâu đó khoảng 15-16% thôi. Và đây là cái con số nó rất là thấp so với rất nhiều các cái proof of stake khác. Và điều này cho thấy là thực tại á, thì mọi người vẫn khá là e dè với việc stake vào mạng lưới, bởi vì khi mà stake vào thì nó cứng ngắc như vậy đó. Thì mình nghĩ đó là cái lý do mà cốt lõi nhất và cái lý do mà nó gọi là hạ tầng nhất cho cái sự ấm lên trở lại của cái từ khóa liquid staking. Yeah. Thực ra thì cái câu chuyện này trong vài số DeFi Discussion trước đây thì mình cũng có nói á, Ethereum giống như là một người vừa đi vừa dò đường và tìm ra những cái solution cho mình vậy. Có thể các bạn sẽ thắc mắc là tại sao một cái feature cơ bản như vậy mà phải đến hơn nửa năm thì Ethereum mới tích hợp xong xuôi. Thì không biết là Nguyên có biết cái nguyên do cho vấn đề này không? Tại vì ví dụ như là gửi
với một người bình thường nhá, các bạn dùng các cái giải pháp tài chính bình thường chẳng hạn đi, ví dụ như là mua chứng chỉ quỹ hoặc là gửi tiết kiệm ở trên những cái app tiết kiệm của Việt Nam chẳng hạn đi, thì mình nghĩ là cái việc mà nạp được tiền vào và rút được tiền ra là một cái bài test về cái độ tin cậy của sản phẩm. Sau khi thử xong rồi á, thì cá nhân mình sau khi thử xong rồi thì mình mới quyết định mình bỏ một số tiền lớn vào. Trong khi đối với Ethereum á, người ta yêu cầu là mọi người phải tin vào mạng lưới, mọi người phải bỏ một số tiền rất lớn và chờ những cái update tiếp theo. Vậy thì thứ nhất là tại sao nó tốn nhiều thời gian để phát triển cái tính năng đó như vậy, và thứ hai là cái niềm tin của người dùng á, sau cái việc như này thì tất nhiên là nó sẽ được có cái chuyển biến tốt hơn rồi đúng không? Trước hết á, là tại vì sao mà Ethereum nó tốn một khoảng thời gian như vậy, đó là anh em cũng biết rồi, cái mạng lưới này nó như là một cái con tàu và nó đang đi, và cứ đến mỗi trạm thì nó bỏ rất là nhiều hàng lên đúng không? Cứ đến mỗi trạm là nó bỏ một khối lượng giá trị rất là lớn lên mạng lưới, và nó cứ tích lũy và nó tích lũy như vậy, và cái con tàu này nó sẽ đi mãi. Vấn đề á là bây giờ giá trị nó lên con tàu này rất là lớn, và nó lớn dần, và người ta không thể mạo hiểm với cái việc là vừa merge xong. Chúng ta merge vào khoảng tháng 9 năm ngoái, vừa merge xong thì cho rút ngay thì nó sẽ, thứ nhất là về cái kỹ thuật thì nó không đảm bảo an toàn, thứ hai á, là nếu mà merge xong mà nó chưa ổn định mà người ta bắt đầu withdraw ra thì cái mạng lưới nó sẽ bị dễ bị tấn công hơn. Chúng ta nói rất nhiều về cái tấn công 51% đúng không, thì tất nhiên là khi mà Ethereum nó rút ra khỏi chain á, và nó cái lượng staking ở trên mạng lưới nó giảm đi á, thì cái rủi ro bị tấn công 51 nó sẽ tăng lên. Đó thì nó là cũng là một cái lý do, cho nên là người ta cũng phải chờ một khoảng thời gian để cho mạng lưới nó ok hết thì người ta mới bắt đầu load những cái tính năng mới lên. Điển hình như một cái tính năng khác mà Ethereum mọi người nói cũng rất là nhiều, ví dụ như EIP 4844, Proto đang sharding đúng không, thì cái nâng cấp này cũng phải đợi đến cái đợt hard fork tiếp theo để các cái core dev của Ethereum người ta mới include cái tính năng này, người ta mới thêm cái tính năng này vào. Và hiện tại thì người ta sẽ tập trung vào những cái tính năng cho việc root Ethereum làm sao cho nó mượt mà nhất. Đó thì xong xuôi hết thì người ta mới, tức là nói một cách nôm na là mấy ông dev của Ethereum thì hơi đơn nhiệm một xíu, tức là tập trung làm cho xong một cái á, xong rồi move tới cái tiếp theo thì sẽ include thêm vào. Thực ra đó cũng là một cái ý kiến khá là hay. Thực ra là đến bây giờ khi mà Nguyên nói rồi mình mới nghĩ đến cái chuyện đấy, là đúng là nếu mà cứ làm nhanh quá thì sẽ dẫn đến những cái câu chuyện mà không thể nào lường trước được, thả chậm mà chắc. Nhưng mà quay trở lại cái tâm lý, giờ chúng ta lại nói đến câu chuyện là cái số lượng Ethereum được stake vào nó là một con số không nhỏ, và khi mà có tin là được rút cái đống đấy ra thì bắt đầu lại có một số người bảo là nếu mà bây giờ nó rút ra rồi xong rồi nó đâm ra lại thị trường, người ta bán nó đi, người ta không còn nhu cầu giữ Ethereum nữa, thì có phải là giá của nó sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực không? Đầu tiên á, thì cái ý này á, thì nhiều anh em cũng thắc mắc, nhưng mà cái việc mà rút Ethereum ra khỏi chain Bitcoin chain á, thì nó sẽ không phải là ai muốn rút gì rút, tức là hôm nay mình muốn rút maximum cái lượng mình đã stake thì mình rút được, mà là phải có một cái limit, tức là một cái giới hạn, và một cái thậm chí là một cái hàng đợi á, tức là bây giờ ai đến rút trước thì sẽ được ưu tiên withdraw trước và phải chờ, và nó có limit đàng hoàng, chứ không phải là bây giờ cho phép withdraw đúng không, thì mọi người đổ xô đi withdraw xong rồi đùm hết ra thị trường, thì cái này là không đúng. Cái đó là cái ý thứ nhất. Còn cái thứ hai á là nhiều người hay có cái câu chuyện là ví dụ như token unlock ra thị trường thì cái cung token nó nhiều lên thì cái rủi ro về mặt dump thì nó cũng sẽ nhiều lên, nhưng mà thực ra thì cái này nó cũng không có một cái proof gì đó, nó hoặc là một cái research hoặc là một cái data gì đó thật là solid để back cho cái ví dụ này. Thì rất nhiều các trường hợp chúng ta thấy, kể cả những cái token dự án thôi chứ không phải là những cái coin ở trên layer 1, đó là các cái dự án này kể cả họ có unlock cho VC chẳng hạn thì chưa chắc gì nó đã đâm. Và Ethereum thì chúng ta cũng khó mà nói được là ok bây giờ circulating supply nó tăng lên thì nó sẽ ảnh hưởng đến giá, thì cái này cũng khó mà kết luận được. Yeah. Thực ra thì mình có một cái bài học mà với học phí khá là đắt với cái trải nghiệm này. Back trở lại tháng 11 năm ngoái á, cái lúc mà
FTX đang lùm xà lùm xùm, xong rồi là Solana là một hệ sinh thái bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và trong lúc đấy, ngày 8 tháng 11 thì bắt đầu có thông tin là cái lượng Solana staking vào mạng lưới á, thì sẽ được unlock vào ngày 10 tháng 11. Mình vẫn nhớ cái số lượng đấy, cái thời đấy là số lượng SOL đấy là khoảng 1 tỷ đô, chiếm đâu đấy là 12-13% cung lưu hành. Và với một cái phân tích bình thường, đúng không, là mọi người nhìn thấy là có một lượng token chuẩn bị được xả ra thị trường, tức là theo cách diễn giải là sẽ được xả ra thị trường, với số lượng lớn như vậy trong cái thời điểm thị trường xấu như vậy thì giá sẽ như thế nào, ai chắc là ai cũng sẽ nghĩ là nó sẽ đâm, đúng không? Nhưng mà mình đã có một cái bài học rất là đắt giá là cái lúc đấy kể cả được trả token thì người ta cũng không có token để xả, tức là người validator cũng không có token để xả, không tương cầm đến trong tay. Thì đó là một cái bài học mà phải đọc kỹ về cái lịch trả token, tức là ok đến lúc đấy nó trả rồi nhưng mà đến khi nào token mới về tay của validator thì nó là một câu chuyện khác. Và tất nhiên là giá nó không đi đúng như những gì mình nghĩ, và đến bây giờ thì Solana là một trong những token mà tăng mạnh nhất trong vòng 3 tháng vừa qua. Thì đó, thì mình không biết là với Ethereum thì câu chuyện có tương tự như vậy không, nhưng mà đúng là không có nghĩa là tăng cung token được stake xả ra thị trường thì giá sẽ giảm. Nó là một cái trải nghiệm khá là không vui, nhưng mà mình chắc là mình sẽ không bao giờ quên được câu chuyện đấy. Ok, thực ra thì có rất là nhiều các cái phút liên quan đến cái việc mà Ethereum thực hiện cái thay đổi này. Một trong những cái phút nữa đó là liên quan đến việc là khi mà nâng cấp này lên á, thì mọi người sẽ không cần đến các cái token thanh khoản nữa. Tức là cái, anh em hình dung là cái yield bearing token á, tức là cái giấy chứng nhận là anh em đã stake vào một cái liquid staking derivative, một cái ứng dụng hỗ trợ liquid staking. Thì ví dụ như là bình thường trước đây chúng ta nói về câu chuyện là stake ETH vô rồi nhận về STETH, đúng không? Thì bây giờ người ta kêu là bây giờ nếu như mà cho withdraw như vậy thì những cái token này nó không có giá trị nữa. Thì thực ra thì mình cũng không đồng ý với cái nhận định này, và cũng không đồng ý với cái tạm gọi là cái food này. Đó là tại vì á, người ta vẫn có một cái nhu cầu là được hưởng yield từ cái mạng lưới này, cái blockchain này. Và cái việc nắm giữ STETH thì nó vẫn là một cái gì đó nó mang lại yield cho người ta 4-5% một năm. Có thể nó không quá hấp dẫn so với nhiều cái hình thức đầu tư khác, nhưng mà 4-5% này là 4-5% của Ethereum đó, và cái số lượng Ethereum của bạn sẽ tăng lên 4-5% một năm. Và quan trọng hơn là 4-5% này là cái nguồn tiền nó đến từ hoạt động thực của mạng lưới, tức là nhiều người ta swap giao dịch và validator người ta xác thực thì người ta có thu cái fee đó về và người ta distribute, người ta phân phối lại cho những người mà tham gia vào cái liquid staking derivative. Thì cái đó là cái quan trọng hơn rất nhiều. Thì nhiều người sẽ bảo là ví dụ như cho unlock thì mấy cái này nó vô nghĩa quá, nhưng mà thực ra nó vẫn có cái use case của nó mà. Cho nên là sau cái thay đổi này thì mình nghĩ là nó sẽ tăng cái value của những cái yield bearing token này hơn rất nhiều, chứ không phải là unstake xong rồi những cái thứ này nó vô nghĩa. Đó, tại vì không phải ai cũng có khả năng là mua 32 Ethereum xong rồi tự run một cái node, nó rất là phức tạp về mặt kỹ thuật nữa. Đó, thì nhiều người hay hình dung như vậy, tức là nhiều người hay hiểu nhầm là nó là một cái thông tin tiêu cực cho nhiều các cái liquid staking derivative. Yeah. Nhưng mà khi mà nhắc đến staking thì cái câu chuyện của Ethereum là có rất nhiều dự án được làm nên để hỗ trợ cái nhu cầu staking này, đúng không? Vậy thì cái update này nó sẽ có tác động như thế nào đến những cái dự án như này, đặc biệt là Lido với token là LDO? Thực ra thì các cái GOV token á, các cái governance token á, thì cá nhân mình nghĩ thôi nha, tại nhiều anh em nhiều khi cũng có thể sẽ không đồng ý với cái quan điểm này, thì nếu như mà anh em có những cái góc nhìn khác thì có thể chia sẻ ngay ở dưới cái comment. Thì cá nhân mình thấy á, là GOV token á, hiện tại nó không quá nhiều use case đối với các cái dạng sản phẩm như thế này. Bởi vì nói gì thì nói, cái giá trị cốt lõi khi người ta đến với sản phẩm này đó là cái yield từ Ethereum. Thì mà cái hoạt động này á, không phải dự án nào cũng sẽ chia profit lại cho những người nắm giữ governance token của dự án. Và ví dụ như Lido thì người ta đâu có chia lại profit đâu, người ta chỉ chia 10% cho những cái người mà chạy bull validator, và 90% còn lại là distribute cho những người đã cung cấp Ethereum cho sản phẩm. Thì không có cái
profit nào cho cái người giữ cái governance token là LDO cả. Sẽ có một vài dự án người ta đề xuất cái việc đó, nhưng mà cái câu chuyện là cái rủi ro mà người ta có phải, tức là nếu như mà distribute lại cái profit cho token holder thì cái câu hỏi là liệu cái này nó có phải là chứng khoán hay không, cái đó mới là cái quan trọng. Thì cái đó nó sẽ là một cái rào cản khiến nhiều dự án người ta cân nhắc. Một cái ý nữa mà mình muốn nhấn mạnh đó là nếu như mà không distribute lại value, không distribute lại revenue á, thì bây giờ nắm giữ cái governance token này, cái câu hỏi là nó sẽ có giá trị như thế nào. Tất nhiên là những cái tay chơi lớn thì họ sẽ có động lực để họ mua và họ control luôn cả cái protocol chẳng hạn. Và cái câu chuyện này nó không phải là mới. LDO thì mọi người cũng raise lên vấn đề này rồi, và bọn mình cũng nói đâu đó vài lần trong cái podcast này rồi, đó là nếu như mà người ta mua LDO và người ta control cái giao thức này và control luôn cả cái lượng Ethereum đang được stake thông qua cái giao thức này, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái độ phi tập trung, đúng không? Nhưng mà actually là người ta đã nghĩ đến rất nhiều những cái phương pháp khác, ví dụ như dual governance, thì đâu đó nó cũng sẽ giảm được những cái tác động của cái token LDO đó. Thì bây giờ nó gần như là một cái bài toán khá là hóc búa cho những cái token dự án này, đó là cái góc nhìn của mình. Đó, thì cái value của nó hiện tại nó vẫn đang là một cái dấu hỏi đó, nó cũng hơi mập mờ, nó cũng hơi không rõ cho phần đông nhà đầu tư. Thực ra thì trên Cơ 68 cũng như là trên Cơ 68 TV thì bọn mình cũng đã có những cái video phân tích về Lido và cái use case của token LDO rồi. Và đúng là hiện tại thì vẫn còn khá nhiều cái câu hỏi cần phải trả lời cho cái câu chuyện này. Nhưng mà nãy giờ bọn mình đào hơi sâu rồi, đó là mình sẽ chui lại với một vài câu hỏi trên bề mặt một chút. Cách đây vài ngày thì một người bạn của mình có thắc mắc về cái câu chuyện của STETH á. Lúc đó Nguyên cũng có ngồi với mình luôn, nên là chắc là nhờ Nguyên brief lại cái câu chuyện đấy cho mọi người cùng thắc mắc ha. Mình nghĩ là cái câu hỏi đấy là câu hỏi cùng của chung nhiều anh em trong thị trường này luôn, về ST. Thực ra thì mọi người thắc mắc là bây giờ STETH, tức là mọi người hay hiểu nhầm là STETH là cứng ngắc ở đó luôn và không thể convert lại được Ethereum, và cái sau cái nâng cấp này thì nó mới có thể convert lại được Ethereum. Tuy nhiên là nó vẫn sẽ có một vài cái phương thức đặc biệt, như là cái pool thanh khoản ở trên Curve ấy, thì anh em có thể swap trực tiếp từ STETH sang ETH thông qua cái pool của Curve. Tuy nhiên đây là một cái hình thức swap thôi, tức là về cơ bản là phải có cái người cung cấp thanh khoản cho cái pair đó, cái cặp đó, tức là người ta bỏ đồng thời STETH và Ethereum vào trong cái pool đó thì bạn mới có thể có cái chỗ để một cái thị trường để bạn convert từ STETH sang ETH đó. Thì nó giống như là một thị trường phái sinh đúng không? Nó cũng không hẳn là phái sinh, nó là một thị trường hành lang đi, mình tạm gọi là hành lang đi, song song với lại thị trường thứ cấp đấy nhỉ? Thị trường thứ cấp, thị trường đó, thứ cấp. Thì actually là mình cũng không biết dùng cái từ gì cho nó chính xác, nhưng mà cái bản chất nó sẽ không phải là mình cầm cái STETH và mình chạy đến cái chỗ mình đã stake để mình rút trực tiếp Ethereum từ trên cái mạng lưới ra, mà mình cầm cái giấy chứng nhận STETH đó và mình đi swap với lại một cái thị trường mà đã có người support. Thì cái này nó cũng khá là quen, nó cũng xuất hiện vài lần, ví dụ như là cái CRV và cái CVX CRV á, thì anh em nào mà biết đến cái Curve World thì cũng biết là họ cũng làm một cái pool như vậy. Tại vì CVX Convex á, thì stake vào thì nó cứng ngắc ở đó luôn, và mình không thể convert nó ra được cái dạng bình thường trước khi stake. Thì cái bài toán của Ethereum nó cũng vậy thôi, cho nên là nhiều anh em hiểu nhầm á, là cái việc mà convert STETH trên Curve thì nó cũng là một cái unsticking, thì cái đó không phải, cái đó chỉ là swap thôi. Đó, cái đó chỉ là một cái thị trường để mọi người swap thôi, chứ không phải là mọi người unstack. Thì sau cái nâng cấp sang 2 này thì nó mới chính thức là một cái unstack, và nó mới gọi là nó cho phép mở khóa cái lượng mà Ethereum đã được stake trước đó. Đó, thì cái này là một vài cái nốt để mọi người hiểu hơn về cái cách market nó hoạt động. Nhưng mà từ cái câu hỏi này cũng là câu hỏi mà vừa nãy mình có hỏi Nguyên luôn, là what if nếu mà một người nào đó không muốn chơi theo luật, người ta sẽ ví dụ như mình cầm 10 ETH, mình stake lên mạng lưới qua Lido chẳng hạn, xong rồi mình có 10 STETH, xong rồi mình lại cầm cái STETH đấy đi swap ngược lại ra ETH, xong rồi mình lại đép ngược lại lên, mình lại bỏ ngược lại lên hệ thống,
xong rồi mình lại có SDH, xong rồi mình cứ loop liên tục lên như vậy, thì cái điều đó có khả thi không? Hay là mạng lưới có một cơ chế nào ngăn chặn được cái việc đấy? Thực ra thì cái việc đó nó về mặt giá trị á, thì mình không có lợi hơn được bao nhiêu cả. Tại vì khi mà mình swap từ ETH sang Ethereum á, thì về cơ bản mình không cái lượng STETH đó nó không còn nằm trong ví mình nữa. Đó, nên là về cơ bản thì mình không có loop được hơn bao nhiêu cả. Nhưng mà thường á, thì mọi người hay chơi cái kiểu là trước đó thì mọi người cũng biết là 3C cũng chơi cái kiểu là bỏ STETH lên AV đúng không? Xong rồi vay Ethereum ra, xong rồi cầm Ethereum đó đép ngược vào STETH, thì cái này là cái cách mà họ đã loop. Nhưng mà loop kiểu này á, thì đúng là cái STETH vẫn là cái tài sản của họ, vẫn nằm trong cái danh mục thế chấp của họ, nhưng họ sẽ gặp cái rủi ro về mặt thanh lý. Và khi mà chính điều đó đã xảy ra đúng không? Và khi mà cái pool thanh khoản ở trên Curve mà nãy mình có đề cập á, mà nó debug á, thì nó không đủ thanh khoản và nó giảm cái tỷ giá so với Ethereum, nó không còn neo 1:1 nữa, thì lúc đó họ sẽ bị thanh lý. Và cái đó nó là một cái đánh đổi, tức là mình hình dung là nó sẽ không có một cái cách cheat nào mà hoặc là mình chưa nghĩ ra tức là vẫn sẽ có một cách nào đó cheat, nhưng mà ít nhất thì nó vẫn sẽ có một cái đánh đổi gì đó để khiến cho mạng lưới có thể cân bằng lại và không thể nào mà có cái kiểu là low risk nhưng mà high return kiểu như vậy. Thì chắc là mình cũng không biết nữa, chứ theo dõi cũng không dám kết luận đâu. Maybe thì trong tương lai có một cái cách nào đó để người ta lách được luật, thì cái đó thì mình cũng phải theo dõi thôi, mình cũng không dám kết luận. Nếu mà có thì thôi, mình nghĩ mà có những người tìm được cái cheat thì chắc họ chẳng nói nào, họ dùng để exploit cho sướng chứ công khai là như thế. Thực ra thì cái câu chuyện của Lido và cái câu chuyện của liquid staking á, nếu mà nói một cách gọi là thẳng thắn á, thì nó vẫn có những cái lỗ hổng của nó vẫn có những cái rủi ro của nó, điển hình như là cái rủi ro về mặt smart contract chẳng hạn. Đó thì thông thường chúng ta sẽ phải tương tác với smart contract này, và hiểu nôm na là smart contract nó đơn giản là một cái bên đứng ở giữa và nó ghi nhận những cái dữ liệu, ví dụ như bạn đã gửi Ethereum vào và tôi sẽ trả lại bạn một cái giấy chứng nhận là STETH, thì cái smart contract đó là không ai kiểm soát, tức là mình deploy lên blockchain hoặc không ai kiểm soát, tuy nhiên nó được do con người viết ra. Và nếu như mà nó có một cái lỗ hổng nào đó, thực sự nếu như mà nó có một cái lỗ hổng nào đó thì chắc chắn nó là một cái black swan mà chúng ta phải chịu. Nhưng mà cái đó thì chúng ta sẽ phải theo dõi liên tục, và đó là một cái rủi ro. Cái rủi ro tiếp theo thì mình nghĩ là ví dụ như Coinbase chẳng hạn. Đó, Coinbase thì họ cũng là một cái đơn vị mà chiếm cái tỷ trọng cũng khá lớn trong cái staking Ethereum 2.0 này. Thì Coinbase thì mọi người cũng biết là họ cũng là một cái đơn vị centralized, họ cũng có sàn này nọ, nhưng mà thì nó cũng là một cái rủi ro đó. Thì hoặc là cái rủi ro về mặt tập trung cái tỷ trọng nó quá nhiều chẳng hạn. Cái này thì chúng ta nói rất nhiều rồi, ví dụ như Ethereum, cái lượng Ethereum được stake hiện tại nó dao động khoảng 16 triệu Ethereum, thì đâu đó tầm khoảng 30% gì đó thì nó thông qua Lido đó, thì cái này mọi người cũng đang cố gắng làm sao để cho nó chia lại cái miếng bánh thị phần và chia lại cái tỷ trọng đó, và đồng thời là roll cái lượng Ethereum lên, có thể là 20 triệu Ethereum. Thì đó thì cái này khi mà roll lên và chia cái tỷ trọng nó đều hơn thì lúc này nó sẽ an toàn hơn rất nhiều cho mạng lưới. Thì mình nghĩ là cái nâng cấp sang 2 sắp tới sẽ là một cái rất đáng chờ đợi, và nó sẽ mang lại những cái khúc cua rất là thú vị cho thị trường trong thời gian tới. Và chắc chắn là đến lúc đấy thì bọn mình sẽ cập nhật cho mọi người rồi. Và mình nghĩ là đến đây thì chắc là mọi người cũng đã có đủ những cái thông tin để mà có thể nghiền ngẫm trong vòng một tuần tới. Và chắc là mình sẽ để Nguyên nói tạm biệt với mọi người. Ok, thì cái tập này lên sóng thì chắc là mình đoán là sẽ là cái tập cuối cùng của năm
2022 âm lịch thì cũng không biết nói gì hơn, thì cảm ơn anh em rất nhiều. Chỉ biết nói cảm ơn anh em thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều đã đồng hành cùng với bọn mình, và hy vọng là những ngày cuối năm này sẽ thật là ấm áp và bình an, cũng như là thị trường thì nó cũng sẽ tích cực một xíu, để chúng ta có những cái dịp mà nghỉ lễ nó tràn đầy năng lượng, và chúng ta sẽ có nhiều cái động lực và nhiều cái năng lượng hơn để bắt đầu một cái năm 2023, năm Quý Mão nó nhiều cột mốc, nó hoành tráng hơn. Thì không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho bọn mình trong tập DeFi Discussion tuần này. Yeah, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Ok, bye bye.